Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony nha. Thì hôm nay Tony không có rảnh để đi ra ngoài quay clip, nhưng mà Tony cũng tranh thủ ngay tại cái tiệm nail, ngay chỗ làm việc này, mình sẽ làm một cái clip nho nhỏ để mà chia sẻ lại với các bạn những cái câu chuyện mà vui buồn trong cái tiệm nail, những cái câu chuyện mà coi như của các bạn mà lấy chồng Việt Kiều qua Mỹ này. Cái câu chuyện mà Tony sắp sửa chia sẻ đây là một câu chuyện có thật của một người thợ nail của Tony nha. Thì cũng như các bạn đã biết, không phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng đều hạnh phúc, và không phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng đều sung sướng. Thì cũng có rất là nhiều trường hợp hạnh phúc và sung sướng, và cũng có rất nhiều trường hợp mà nó không đi đến một cái kết quả tốt đẹp, đúng không các bạn? Thì đây chỉ là một cái coi như là giống như Tony là ông Tám ấy, tức là nhiều chuyện kể lại cái câu chuyện mà người thợ kể lại cho Tony nghe. Thì hôm nay Tony sẽ kể lại cho các bạn nghe, giống như là mình nhiều chuyện vậy đi. Thành ra không có đụng, Tony không muốn đụng chạm đến ai, không muốn đụng chạm đến bạn nào. Đây chỉ là tường thuật lại một cái câu chuyện có thật trong cái cuộc sống nha. Nếu có đụng chạm đến bạn nào thì các bạn bỏ qua cho Tony nha, chứ mình không muốn đụng chạm đến người Việt Kiều nào hết. Thì cách đây mấy tháng trong tiệm của Tony có một con bé. Con bé này nó khoảng 20 mấy tuổi hả. Thì nó xin vào làm chân tay nước. Thì các bạn biết rồi, trong tiệm nail nhiều lúc có khách thì làm từ sáng đến chiều, nhiều lúc không có khách thì ngồi tám qua tám lợi. Thành ra người ta hay nói là thợ nail hay nhiều chuyện là như vậy đó. Tức là người này hỏi người kia hỏi người nọ, kể chuyện qua kể chuyện lại, coi như giống như ông Tám bà Tám vậy mà. Người ta nói không nhiều chuyện, không phải người Việt Nam, đúng không các bạn? Thì con bé này nó mới kể chuyện là như vậy nè. Nó nói là nó được chồng bảo lãnh qua Mỹ. Thì nó cũng qua Mỹ được mấy năm rồi, thì bây giờ nó mới được đi làm. Và nó mới có bằng nail thì nó xin vào làm chân tay nước các bạn nhé. Thì bắt đầu nguyên đám mới súng lại hỏi nó là lý do mà làm sao quen được chồng Việt Kiều, rồi làm sao mà đại khái là cái cuộc hôn nhân như thế nào, rồi làm sao dẫn qua tới Mỹ. Thì nó tóm lại thì coi như mình hỏi đầu đuôi ngọn ngành vậy. Thì bắt đầu con bé này nó mới kể chuyện là như vậy nha. Đây là câu chuyện có thật nha các bạn, đây là một người thợ của Tony nha. Thì con bé này nó mới kể là ngày xưa đó, thì khi mà anh ta về Việt Nam á, thì anh ta đi chơi đó, rồi con bé nữa cũng đi chơi với mấy người bạn đó, rồi mới tình cờ gặp nhau. Rồi hai người mới dẫn đến là coi như là quen biết gì đó, đại khái là gì đó. Thì anh ấy mới quyết định là đi đến hôn nhân, rồi bảo lãnh con bé này qua Mỹ. Thì khi mà trước khi đi Mỹ thì cô ấy rất là sốt sắng nha cả nhà. Rất là coi như là có một cái giấc mơ đẹp á. Nó tóm lại là như vậy đi, một giấc mơ đẹp á. Thì khi mà qua tới Mỹ thì cô ta mới ngỡ ngàng. Cô ta mới kể chuyện là như vậy nè. Trước khi đi Mỹ thì mỗi tháng anh ta gửi về cho 500-600 đô la xài, biết không? Thành ra tưởng nó anh ấy bên này chắc là làm nhiều tiền lắm nè. Hỡi ơi, tới chừng khi mà cô ta đặt chân lên đất Mỹ rồi á thì 500-600 đô la đó không còn nữa. Hai năm đầu tiên á, cô ta kể là anh ấy không cho cô ta đi làm việc hay là học lái xe hay là làm gì hết, chỉ có ở nhà thôi. Một mình anh ấy đi làm, cô ta ở nhà. Thì trong 2 năm đầu tiên thì cô ta ở nhà, không đi ra khỏi nhà, chỉ có trừ ra đi chợ thì anh ấy mới chở đi chợ cuối tuần đó. Ngoài ra cô ta không biết gì hết. Tại vì cô ấy kể là anh ta sợ cô ấy đi ra ngoài đường rồi gặp quen biết bạn bè, rồi giao lưu với người này người nọ người kia, rồi đại khái là thì chắc là anh ta cũng nghe đồn là sợ quen với người này người kia rồi như là hát bài ca anh đã làm đưa em sang đây gì đó, đại khái là như vậy đó các bạn. Thì 2 năm đầu tiên cô ta ở nhà, không đi ra khỏi nhà, chỉ có đi chợ cuối tuần anh ta chở đi chợ thôi, không làm gì hết, và sinh được một cậu con trai. Ok, trong 2 năm đầu tiên cô ta ở nhà thì cô ta sinh được một cậu con trai cho anh ấy. Thì sau khi sinh được cậu con trai rồi thì cô ta quyết định là phải, tại vì nghe đồn là nghề nail này kia đó, thì cô ta quyết định là kêu anh này phải chở vô trường nail để mà học cho được, để lấy cái bằng nail. Mà cô ta nói quá thì anh ta cũng phải chiều lòng.
chở cô ấy đi vào trường neo buổi sáng, chiều đi đón về. Thì 6-7 tháng gì đó thì cô ta được có bằng neo, học rồi thi đậu cái bằng neo. Thì sau khi cô ta có bằng neo thì cô ta mới gọi, tại vì nhà của cô ấy là gần tiệm Tony, thành ra gọi để xin Tony làm chân tay nước. Thì đó là lý do tại sao Tony biết cái câu chuyện này, tại vì cô ấy kể lại. Thì anh ta cũng sáng chở lên dục ở tiệm neo, chiều trước giờ tiệm neo đóng cửa một tiếng đồng hồ anh ta đã đậu bên ngoài chờ rồi. Mỗi ngày sáng chở đi, chiều đón về, vẫn không cho học lái xe. Rồi bắt đầu cái trước khi cô ta đi làm ấy, thì cô ta cũng có nói với anh ấy là cô ta phải cần tiền để gửi về cho cha mẹ gia đình ở bên Việt Nam để giúp đỡ, tại vì nó tóm lại là cô ấy muốn đi sang Mỹ là với cái mục đích là cũng muốn giúp đỡ gia đình, tức là cũng phải có cái lý do nào đó để mà giúp đỡ gia đình bên Việt Nam, đại khái là vậy. Nhưng mà trong 2 năm đầu tiên thì cô ta không được đi làm, không làm ra đồng bạc nào hết á, thành ra không có giúp đỡ được gia đình ở bên Việt Nam. Thì sau khi cô ta đi xin vào cái tiệm của Tony làm neo á, là lý do mà cô ta nói với anh ấy là để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ gia đình. Rồi đùng một cái thì cô ta mới đòi học lái xe, thì anh ta cũng phải ráng bấm bụng để cho cô ấy học lái xe. Rồi khi mà cô ấy làm tiệm Tony khoảng 6-7 tháng gì đó thì cô ta nghỉ. Đùng một cái cách đây mấy bữa thì Tony gặp cô ấy trong qua mạng. Đó là lý do tại sao mà Tony nhớ lại cái câu chuyện này mà kể cho các bạn nghe đó. Thì Tony mới hỏi, ủa sao rồi, giờ chuyện gia đình như thế nào, chồng con như thế nào? Thì cô ấy mới kể là ly dị rồi, chịu không nổi, gò bó quá, tối ngày kiểm soát quá, anh ấy kiểm soát quá, gò bó quá, không cho làm gì hết. Thành ra cô ấy mới ly dị, tức là cô ấy qua Mỹ sanh được một cậu con trai, rồi mấy năm sau, tức là 2-3 năm sau gì đó thì mới được đi làm, rồi mới được học lái xe. Thành ra cô ấy chịu không nổi. Rồi bây giờ sau khi cô ấy đã coi như là vững chắc, tức là có công ăn việc làm, có bằng lái xe rồi, thì cô ấy mới ly dị anh ta rồi. Đó, đây là cái câu chuyện mà có thật của thợ neo của Tony kể lại cho các bạn nghe. Thì cũng như các bạn đã biết, không phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng đều có hạnh phúc và sung sướng. Không phải ai lấy chồng Việt Kiều rồi cũng coi như là được một cái giấc mơ đẹp. Cũng có rất là nhiều người, người ta cũng có cái khổ tâm. Tức là bên anh ấy cũng có cái khổ tâm, mà bên cô ấy cũng có cái khổ tâm. Thành ra bởi vậy mình không thể nào mà nói được. Cái này là Tony chỉ kể lại cái câu chuyện thôi, chứ Tony không có nhận xét ai đúng ai sai nha các bạn. Nếu các bạn xem các clip mà các bạn thấy ai đúng ai sai thì các bạn comment bên dưới để chia sẻ với mọi người nha. Mình chỉ tường thuật lại cái câu chuyện thôi. Mình là ông Tám nhiều chuyện, kể lại cái câu chuyện của thợ neo của mình cho các bạn nghe nha. Thì mình cũng không hiểu tại sao mà mình không có hỏi cái lý do mà tại sao cô ấy dẫn đến ly dị, nhưng mà mình đoán là như vậy đó. Tại vì cô ấy nói là gò bó quá, coi như là không được tự do, rồi không có đi làm để mà giúp được cho gia đình bên Việt Nam, cho nên cô ấy mới dẫn đến ly dị đó các bạn ạ. Nếu các bạn nghe cái câu chuyện này mà các bạn có một cái ý kiến hay là một cái nhận xét khách quan nào thì các bạn comment bên dưới để chia sẻ với mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cũng như các bạn đã biết, kênh của Tony là về cái cuộc sống Mỹ hàng ngày thực tế xảy ra ở Mỹ. Tony sẽ đi quay những cái mà chợ của người Việt Nam, chợ của người Mỹ, thức ăn, rồi nó tóm lại là tất cả mọi thứ hàng ngày xảy ra thực tế ở Mỹ. Nếu các bạn có quan tâm về nước Mỹ, quan tâm về người Việt ở hải ngoại thì vào kênh của Tony để xem những cái clip để ủng hộ cho Tony nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong lúc các bạn xem, các bạn đừng quên bấm like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ cái clip giùm Tony nha. Thôi thì câu chuyện của Tony đến đây đã chấm dứt. Hẹn các bạn lại cái câu chuyện khác nha. Thì lúc nào rảnh rỗi thì Tony sẽ kể tiếp những cái câu chuyện. Tại vì trong cái nghề neo, trong cái tiệm neo này nó có rất là nhiều câu chuyện buồn cười. Lâu lâu Tony sẽ kể một câu chuyện nha. Bây giờ Tony xin tạm dừng cái clip ở đây. Chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc nha.
Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký nha.